Anh em iFan sẵn sàng đón nhận tin sốc chưa? 8:59. 5 4 3 2 1. Apple Store đã chính thức có mặt ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà là Apple Store online thôi, còn Apple Store offline bao giờ có thì không biết. Nhưng mà thôi, đây vẫn là một cái tin rất là vui, bởi vì sau bao nhiêu năm tồn tại ở trên thế giới thì cuối cùng Apple cũng đã mang cái Apple Store online này về và hỗ trợ người Việt chúng ta đầy đủ tiếng Việt. Đây mọi người nhìn nhá, ngay khi bấm vào này, xin chào bạn, xin chào anh, xin chào chị, xin chào em, xin chào cháu, chào cô, dì, chú, bác, cậu, ông, bà, xin chào Việt Nam. Và logo táo này, tất cả những màu đây cũng đều chuyển thành màu của nước chúng ta, cờ của Việt Nam, tự hào dân tộc. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cử review nhanh xem là cái Apple Store online này ở Việt Nam thì nó sẽ có những cái gì hay. Đầu tiên là đây, sơ qua mọi người nhìn thấy là chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả giao diện đều 100% là tiếng Việt. Từ trước đến nay khi mà chúng ta truy cập vào cái website apple.com thì nó sẽ đưa chúng ta ra trang web của những cái nước khác, nó toàn là tiếng Anh thôi, cái này chắc là mọi người quá rõ rồi. Nhưng mà giờ đây khi chúng ta vào apple.com thì chúng ta sẽ được trả về một kết quả thuần Việt, tiếng Việt từ đầu đến cuối, từ A đến Z, tất cả sản phẩm. Ví dụ nhá, đây mình kéo xuống mọi người nhìn này, iPhone 14 Pro, Pro vượt trội, bè, mình thử tìm hiểu nhá. Chúng ta sẽ có, đấy, thấy không? Một cái giao diện được tùy biến lại, tất cả cho người Việt Nam, Pro vượt trội này, đang sạc này, kéo xuống này. Đấy, tất cả những cái chuyển cảnh, tất cả những cái animation, tất cả những cái hiệu ứng các thứ mà từ trước đến nay chúng ta thường là phải nhìn đọc bằng tiếng Anh thì bây giờ tất cả đã có tiếng Việt. Có nghĩa là Apple Store ở nước ngoài như thế nào thì giờ người Việt chúng ta có thể trải nghiệm yệt như vậy. iPhone 14 Pro, một iPhone cực đỉnh. iPhone 14 siêu mạnh mẽ trên mọi mặt. iPhone 13 luôn tuyệt vời như thế. iPhone SE thực sự mạnh mẽ, thực sự giá trị. Ai chà chà. Đây, tất cả đều là tiếng Việt. Và cái điều đặc biệt ấy mà mình rất thắc mắc, đấy là liệu chúng ta có thể mua được những cái thứ mà trước đây chúng ta không thể mua được ở Việt Nam hay không. Một trong những cái vấn đề mà mình thấy nhiều người dùng Apple than phiền ấy. Đây, chính là cái này. Chính là cái này. Đó là khi mà chúng ta mua Apple Watch thì những cái lựa chọn dây nó rất là ít. Thì bây giờ ở trên Apple Store Việt Nam là các bạn hoàn toàn có thể mua Apple Watch này và chúng ta tự tùy biến dây và sẽ ship thẳng về tận nhà luôn. Đây nha, chọn kích thước này 45mm, chọn vỏ này, thép không gỉ nhôm ngoài, xong rồi tùy biến cả dây đeo này, có rất nhiều dây đeo tha hồ cho chúng ta lựa chọn này, không thiếu một cái gì cả. Đó, có nghĩa là giờ khi mua hàng thì thay vì việc là phải lựa chọn sẵn là Apple Watch đi kèm dây gì thì chúng ta có thể tự lựa chọn là chúng ta muốn Apple Watch của chúng ta như thế nào. Vậy thì còn MacBook thì sao? Anh em nào mà mua MacBook thì đều biết cái việc mà chúng ta tùy biến cấu hình ấy thì nó khá là khó khăn ở Việt Nam trước đây. Thì bây giờ với cái Apple Store chính thức ở Việt Nam như thế này thì liệu chúng ta có thể tùy biến được cấu hình một cách thoải mái không? Bây giờ mình sẽ vào MacBook Pro này, mình bấm mua thử này. Sau đó thì mình sẽ... Đây! Chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến được cấu hình. Chúng ta có thể chọn được CPU này, chọn được GPU này. Các bạn muốn lựa chọn M2 Max hay là M2 Pro đều được. Các bạn muốn bộ nhớ RAM nó là bao nhiêu cũng được. Cộng 32GB này, cộng 64GB này. Các bạn muốn tùy biến ổ cứng bao nhiêu cũng được. Ví dụ như mình để 8TB cũng có thể mua được luôn. Đó, lựa chọn sẵn Final Cut có cài không Logic Pro. Nghĩa là giờ đây ấy, cái lựa chọn của chúng ta là không giới hạn, có nghĩa là các bạn có bao nhiêu tiền thôi. Còn nếu các bạn muốn mua cái gì từ Apple là chúng ta đều có thể mua được. Cái điều mà từ trước đến nay là gần như không thể đối với thị trường Việt Nam thì bây giờ đã là có thể. Và có một cái nữa trước đây không làm được ở Việt Nam thì bây giờ cũng đã làm được, đấy chính là cái lựa chọn khắc tên. Đợt trước thì mình có mua một cái AirPod để mình tặng sinh nhật cho vợ mình. Mình khắc tên như thế này thì mình phải đặt hàng tít ở bên Apple Singapore và sau đó mình bay qua tận đấy thì mình lấy về. Nhưng mà giờ đây khi mà các bạn mua AirPod, các bạn mua AirTag, các bạn mua iPad thì chúng ta có thể tùy biến và khắc tên cá nhân hóa ngay ở tại Việt Nam và ngay qua cái trang chủ của Apple Store Việt Nam luôn. Khi mà chúng ta vào AirPod ấy thì bạn sẽ thấy có ngay một dòng này khắc miễn phí. Đó. Và chúng ta sẽ có thể bấm chọn ở đây. Và
Đó, bây giờ thì các bạn muốn làm cái gì trên AirPods của các bạn cũng được. Thay vì việc là mua những cái chiếc AirPods rất là nhạt nhẽo này, 10 cái như một như thế này, thì giờ đây chúng ta sẽ có thể có những chiếc AirPods của riêng chúng ta như thế này. Ví dụ như ở đây nha, mình khắc chữ Duy Thẩm lên đây này. Đó, thì đây, trông nó sẽ như thế này. Đó, cái này từ trước đến nay là chúng ta không làm được này. Thì bây giờ đã có thể làm được với Apple Store chính thức ở Việt Nam. Đó, thế là chúng ta có thể mua hàng 100% là tiếng Việt. Chúng ta có thể tùy biến được cấu hình, chúng ta có thể khắc tên, chúng ta có thể lựa chọn được dây Apple Watch. Tất cả mọi thứ đã có hỗ trợ ở Việt Nam và đã có thể mua hàng cực kỳ dễ dàng ở Việt Nam. Cái câu hỏi đặt ra đây bây giờ là gì? Là cái giá của nó sẽ như thế nào, đúng không? Chúng ta đều đang rất tò mò. Thật ra thì các bạn có thể tự vào và tự kiểm tra, nhưng ở đây để tôi thử cho anh em xem là giá ở trên trang chủ của Apple nó sẽ như thế nào. Ví dụ như là với iPhone 14 Pro đi, mình mua thử Pro Max ở đây xem giá như thế nào. iPhone 14 Pro Max giá chính thức trên trang chủ của Apple tại Việt Nam là 31 triệu cho một chiếc 14 Pro Max. 31 triệu. Ủa, mặn nhờ. Để cho các bạn dễ hình dung về mặt giá ấy, thì một chiếc iPhone 14 Pro Max 256GB nó còn rẻ hơn một chiếc iPhone 14 Pro Max 128GB đang bán ở trên trang chủ của Apple Store Việt Nam. Truyền thống Apple mà, đúng không? Thì cũng đúng thôi, nếu như mà giá ngang nhau thì mấy cửa hàng kia làm sao bán được hàng, đúng không? Uầy, thì hôm nay mà mình đặt thì dự kiến vận chuyển của nó là tận 20 tháng 5. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 18 tháng 5, có nghĩa là sẽ mất khoảng 2 ngày. Và Apple cũng có nhận chúng ta lên đời nhá, lên đời trực tiếp qua cái trang chủ của Apple ở đây này. Các bạn chọn được phiên bản bất kỳ này. Đó, ủa nó có giá luôn này. Ví dụ như khi mà chúng ta lên đời từ 13 Pro Max thì giá tối đa có thể có là khoảng 19 triệu mốt. Khi mà mình có liên hệ mình hỏi thử xem thì nếu như mà làm online thì chính xác là cái quá trình nó đổi cái máy cũ của mình lên máy mới như thế nào, thì mình có nhận được câu trả lời là chúng ta sẽ nói chuyện online qua Apple và sau đó họ sẽ gửi cho chúng ta một cái hộp. Và các bạn sẽ nhét iPhone các bạn vào cái hộp đấy, các bạn gửi sang cho Apple. Và Apple sẽ kiểm tra máy và sẽ nhắn lại giá cho các bạn. Các bạn có muốn xem video không, là tôi thử cho các bạn xem nhé. Đấy, nhưng mà đại loại là như thế. Tất cả những chương trình hiện có của Apple, kể cả chương trình giảm giá cho học sinh sinh viên nhá, cũng có trên cái trang chủ ấy luôn. Có nghĩa là nước ngoài có cái gì là giờ đây là chúng ta đã có cái đấy rồi. Rồi, còn đây là các hình thức thanh toán ở trên Apple Store Online Việt Nam. Thì với đơn hàng 31 triệu thì chúng ta có thể thanh toán bằng thẻ Visa. Đương nhiên, Visa, Mastercard, rồi Credit Card, các thứ là các bạn dùng được hết. Hoặc là thẻ ATM nội địa. Thậm chí là có cả Momo ấy, có cả điện tử Momo ấy. Đó, và sơ bộ thì đây chính là Apple Store Online ở Việt Nam. Nói ngắn gọn lại này, toàn bộ là tiếng Việt. Apple Store nước ngoài có gì chúng ta có thể mua được y như cái đấy. Tất cả những cái lựa chọn mà từ trước đến nay không có ở Việt Nam thì giờ đều đã có. Khắc tên có, tùy biến cấu hình có, tùy biến dây đeo đồng hồ các thứ là có hết. Và thậm chí là chúng ta có thể nhận được hỗ trợ và tư vấn từ những người Việt làm cho trang chủ của Apple Store Online Việt Nam. Đó, sơ bộ là như vậy. Giá thì nó sẽ đương nhiên là nó sẽ cao hơn so với việc là chúng ta mua ở những cái cửa hàng thông thường. Ví dụ như các bạn nào muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn muốn có một cái sự gọi là tư vấn chuyên nghiệp và bảo hành xịn sò thì có thể đến ngay chuỗi hệ thống của Cellnet. Nó đang có rất nhiều cửa hàng ủy quyền của Apple bán đồ Apple chính hãng các thứ. Còn bạn nào mà muốn trải nghiệm, muốn thử cảm giác của một người có tiền thì chúng ta có thể đặt hàng ở trên trang chủ của Apple Store, vì nó có rất nhiều cái lợi. Một trong những cái đấy đó chính là việc các bạn có thể tùy biến được những cái sản phẩm Apple đậm chất riêng mình, hoặc là đối với những người dùng chuyên nghiệp, các bạn có thể tùy biến được MacBook Pro các thứ theo cấu hình của các bạn mà các bạn muốn nó 8T ổ cứng chẳng hạn. Chúng ta có tiền cơ mà. Đây sẽ là chỗ cho các bạn tiêu tiền. Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ mua thử một món đồ gì đấy để về này, trải nghiệm làm video cho các bạn xem nó như thế nào. How about một chiếc AirPods khắc tên anh Huy NL?